Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Và đây là chương trình xưởng dịch vụ số tiếp theo các bạn ơi. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đó là một trong những chiến binh samurai, được gọi là ngày xưa đấy. Rất là mạnh mẽ, rất là khỏe, và cái dáng của nó vẫn giữ được đẹp đến cho tận ngày nay. Đến kể cả những cái dòng xe tàu bây giờ, chúng ta hay gọi là xe tàu đấy, nhưng mặc dù nó có rất nhiều các tên gọi khác nhau thì nó vẫn cứ giữ cái form dáng như thế này. Và đây chính là chiếc đó, chiếc Honda Super Coupe. Xe này chúng ta gọi là xe 82 đây các bạn này. Xe này có đề nhá. Thì dòng xe 82 theo như mình được biết thì nó có hai loại, loại có đề và loại không có đề. Đây mời anh cho chúng ta sẽ đi tổng quan một vài chiếc xe xung quanh này. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả đây là tiếng gì đây? Mario Ozawa này, cái gì này, hay là Tokuda cái gì này. Đấy mình không nhớ rõ nữa, nó còn nhầm tên quá. Đây lốc máy vẫn còn made in Japan này. Đó là nó được gọi là huyền thoại rồi. Còn bộ vỏ nhựa này của nó vẫn còn nguyên này các bạn nhé. À thôi, rồi ra mình xin phép chủ nhà tí. Em chào bác. Dạ vâng, chào bác anh. Vâng, chào bác. Bác ơi cho em hỏi một chút ngay là hôm nay chiếc xe huyền thoại này vào xưởng của chúng ta khách hàng làm gì anh nhỉ? Chiếc xe này khách hàng vào đây người ta bảo dưỡng, chăm sóc lại toàn bộ hệ thống xe đi cho nó giữ lại những cái nét ngày xưa, cổ điển để nó cái xe bền bỉ thêm. Vậy là em nôm na mới hiểu rằng là đây là chúng ta spa lại cho đúng em rồi, nó đúng không ạ? À vâng vâng. Bảo dưỡng, tra dầu mỡ, tất cả các khu vực để đảm khám bảo cái xe hoạt động tốt. Vâng, khám tổng thể và làm spa cho em nó. Em vừa nhìn thấy cái lốp này là lốp này chúng ta vừa thay đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta vừa thay. Vâng, chiếc lốp này bây giờ ngày xưa này thì bây giờ có đắt nữa không anh? Bây giờ thì cực kỳ là rẻ và dễ mua. Ủa thế này thì ở đâu mua được à? Ở đâu mua, rất dễ. Đâu em xem nào, đây là lốp Inu, lốp Inu, lốp xịn nha các bạn nhé. Quên mất ở Honda lấy đâu ra lốp đẻo bây giờ. Không có lốp đẻo mà các bạn thay đâu, các bạn muốn thay lốp đẻo cũng không có ấy. Mình đang làm công đoạn gì đây à đồng chí ơi? Còi. Còi này là còi chính hãng đúng không nhỉ? Thế này coi như là xong rồi. Là 100% chính hãng của Honda. Xem ạ. Buji này là mới sao này bác này? Buji vừa thay. Buji vừa thay một cái buji mới cho điện nó khỏe, đi cho xe nó bốc lên. Một buji Denso tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ bền bỉ cho xe, giúp xe khởi động tốt hơn. Đúng rồi. Chọn lựa chuẩn luôn. Ủa này, đây cái tem của nó người chữ Nhật thì vẫn còn nguyên này. Đó. Ui ôi tem. Chỗ nào cũng có chữ Nhật. Trời ơi. Đúng là đồ của Nhật ngày xưa. Cái ống xả này hình như đã thay rồi phải anh này? Cái ống xả này của xe thì nó theo thời gian mình, nó sẽ theo môi trường nó mọt gì thì những cái này gọi là hao mòn tự nhiên. Người ta sẽ phải được thay thế. Và cái yên này chắc là chúng ta cũng thay rồi đúng không? Cái yên này cũng thế, thay rồi. Vâng, em bảo quái nhỉ, về đang ở chữ Japan, chữ Honda rồi, chữ phong nguyên nào ở đây thế này. Cái này là nguyên. Và cái này là nguyên đấy ạ. Ai chà. Ồ. Theo thời gian nó sẽ mút, nó sẽ bẹp đi. Cái này cũng vậy, người ta sẽ thay cho người. Ồ, khách hàng hôm nay là thay cả lốp trước lốp sau hôm luôn đấy. Khách hàng đầu tư chăm sóc lại cái xe này một lượt thật đẹp. Nhưng như các anh vừa nói, đi một lượt spa, người ta làm đẹp. Vâng. Chăm sóc sức khỏe, vâng. Sức khỏe về già có khỏe được hay không chính là những cái công đoạn chăm sóc như thế này để chúng ta giúp cho ta cái xe nó đã bền, nó càng bền bỉ thêm. Em nhìn qua chiếc xe này em để ý thấy rằng đây là một người, thứ nhất là họ khá là cẩn thận giữ gìn, và cũng có thể là họ cũng hơi kỹ tính một chút, đấy là theo như em hiểu là như vậy. Tất cả những cái xe thì thuộc năm 82 đến giờ các bạn đã biết rồi, không giữ gìn thì không thể đến bây giờ nó đẹp được như này được. Đúng rồi, của bền là tại người. Đúng. Mặc dù tuy rằng là vẫn nổi tiếng là nổi tiếng ăn chắc mặc bền, nhưng vẫn còn là bền hay không là do người sử dụng nữa. Chiếc xe này tem Nhật còn dán chi chít quanh xe luôn. À đây các bạn này, mình giới thiệu qua bạn một chút. Đây là xi nhan của nó, cũng là xi nhan từ thời ngày xưa nhé, từ thời thế chiến thứ mấy này mình không nhớ nữa. Nhưng mà thường là ở những cái dòng đời này có chữ Stanley này. Đây là cái chữ này, nó cũ, nó mờ đi này. Nếu như các bạn mà thay đồ hàng ngoài ấy, là nó sẽ không có đâu. Và cả đây nữa các bạn này, nhìn thấy chưa? Tất cả này là được mang sang từ bên Nhật Bản về này. Đây, Stanley
HM52RC Japan. Đó, bên này dưới này mã số nó nhiều lắm. Cả bên này nữa các bạn này. Đều đầy đủ hết. Chúng ta ở đây là một chiếc xe được giữ gìn nó nguyên bản đến mức độ mà rất cao. Nó có thể được giữ gìn đến tận bây giờ luôn. Đấy, từ cổ gáy này, tất cả hệ thống này. Đây là phát nhôm này. Nhôm mình ngày xưa thì dùng thì không biết đến bao giờ mới bạc màu được các bạn này. Cái gương này như từ ngày xưa luôn thế nào anh này? Đúng rồi, vui vẻ. Ô, cả tay phanh tay nữa này. Giữ gìn quá chuẩn luôn. Hơi con này đã làm lại chưa anh? Cái này của khách hàng vẫn còn nguyên. Tất cả những cái phục vụ tất cả còn nguyên. Ta vẫn còn giữ gìn được đến bây giờ này luôn. Có tin được không các bạn? Còn nguyên này. Đây là một trong những con hàng hiếm. Trời ơi, con này chế thì thay rồi. Ông có thay chưa nhỉ? Chế chưa? Không, cây hin đúng rồi, chế cây hin của Honda của Japan các bạn nhá. Đây, chế cây hin này. Trời ơi. Cũng loanh quanh cả 40 năm rồi mà tại sao nó vẫn còn đẹp như thế này à trời. Cao su này chắc là thay rồi. Thay rồi. Em nhìn thì biết là cao su này rồi. Bác không lừa được em đâu. Bác cái này, bảo cái cao su này theo thời gian nó mòn thì mình phải thay. Vâng. Ôi trời ơi, sao nó đẹp thế này không biết là rồi. Nó quá đẹp luôn các bạn ạ. À, khách hàng trong khi chúng ta spa tổng thể một chiếc xe này, thay đôi lốp này. À, và chúng ta kiểm tra hết tất cả các thiết bị và mọi thứ phụ tùng xung quanh xe này thì chúng ta khoảng bao nhiêu lâu thì bàn giao xe cho khách được anh nhỉ? Khoảng 2 tiếng rưỡi. Khoảng 2 tiếng rưỡi. Ờ. À, vâng. Và chúng ta còn làm cái gì đó miễn phí cho khách nữa không hả anh? Ngoài ra thì mình ngoài bảo dưỡng thì sẽ rửa xe cho khách hàng miễn phí. Rửa xe này miễn phí này. Sửa chữa những cái mà không thuộc trong nằm trong bảo dưỡng cũng đều miễn phí nếu khách hàng yêu cầu. À, vâng. Vậy là các anh cứ động đến cái gì là các anh miễn phí, trừ những cái phụ tùng mà các phải, anh phải mua ở, phải nhập về từ Honda là các anh có phí. Còn lại là các anh đều làm miễn phí. Thế các anh sống bằng cái gì ạ? Đây là cái gì miễn phí cho khách như này? Thôi nói vui vậy thôi. Đây là do công việc đặc thù của tất cả mọi người. Và chúng ta như tất cả các bạn đã biết thì công ty Honda Việt Nam cũng như ngành hàng xe máy Hòa Bình Minh ngoài mang đến là những sản phẩm tốt nhất trên thị trường, còn mang đến cho tất cả quý khách hàng những chất lượng sản phẩm như các bạn đã thấy. Mình không dám nói là tốt nhất đâu, nhưng mà vì cũng có thể là tốt thứ nhì thôi. Vì tốt nhất là nếu mà làm riêng cái bản thân mình thì mình nghĩ là tốt nhất, nhưng còn làm cho khách hàng mình nghĩ là tốt thứ nhì. Nhưng mà nếu nói là thứ nhì như vậy thôi, nhưng mà cũng là đạt top cao nhất ở Việt Nam đấy. À, các bạn cũng có thể theo dõi trên kênh của xe máy Hòa Bình Minh. Các bạn có thể thấy rằng là trong đợt vừa rồi năm 2020 thì xe máy Hòa Bình Minh vừa rồi đã có 5 cửa hàng đọt vào top 50 ở trên đất nước Việt Nam này, và có một cửa hàng đọt vào top 3, các bạn có biết không? Có biết chưa? Ghế chưa? Đó là sự nỗ lực của đội ngũ tất cả cán bộ công nhân viên, và trong đó có cả anh này. Đây là anh Cường các bạn ạ, anh Vũ Hùng Cường các bạn nhé. Một trong những người tận tụy với công việc. Anh em năm nay cũng mới cống hiến của Hòa Bình Minh được khoảng tầm 11, 12 năm gì đó. Và với võ công của anh đấy thì khá là thâm hậu rồi. Và với những chiếc xe mà khách hàng cực kỳ kỹ tính như thế này và họ giữ gìn như thế này thì xe máy Hòa Bình Minh đã phải cử ra anh. Đấy là mặc màu quần áo màu xanh như các bạn đã biết, là không phải là dạng vừa đâu các bạn ạ. Đó, với những chiếc xe này thì phải dành cho những người như thế này thì mới có thể yên tâm được. Và qua video vừa rồi thì các bạn đã có thể thấy rằng là gì? Một chiến binh samurai mạnh mẽ đến đâu, hoặc là chúng ta huyền thoại như thế nào, nhưng chúng ta cũng rất cần phải chăm sóc, bảo dưỡng. Quan trọng nhất là cảm ơn khách hàng luôn tin tưởng và đồng hành cùng xe máy Hòa Bình Minh trong suốt thời gian qua. Có sự cố gì thì các bác cứ mang qua đây thì, việc đi xe là của các bác, còn việc còn lại là của chúng tôi, xe máy Hòa Bình Minh. Nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì các bạn hãy để lại comment bên dưới, đăng ký kênh và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của xe máy Hòa Bình Minh các bạn nhé. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.